Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư, ngày 3 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin cuộc chiến xoán ngôn giữa Phạm Minh Chính và Nguyễn Phú Trọng bắt đầu. Vào năm 2006, khi mà ông Nguyễn Tấn Dũng vừa tiếp quản chiếc ghế thủ tướng từ ông Phan Văn Khải, thì để lại thì sau đó không lâu, ông Dũng đã có ý định tiếm quyền đối với đương kim tổng bí thư khi đó là ông Nông Đức Mạnh. Khi lên ghế thủ tướng, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng không phải là kẻ gì xa lạ ở chính phủ, mà trước đó 10 năm, ông Dũng cũng đã là phó thủ tướng thường trực đầy quyền lực trong chính phủ của ông Phan Văn Khải. Ông Nguyễn Tấn Dũng là con người rất tài tiếng vì có những vấn đề điều hành về đất nước, nhưng ông này lại là một chiến binh thượng hạng trong đấu trường chính trị khốc liệt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với kinh nghiệm lâu năm ở Bộ Chính trị, ắt ông Nguyễn Tấn Dũng cũng phải điểm mặt được đối thủ của ông mạnh ở cỡ nào, yếu ở mặt nào. Và suốt hai nhiệm kỳ làm Chủ tịch Quốc hội và một nhiệm kỳ là Tổng Bí thư trước đó, ông Nguyễn Tấn Mạnh đã tỏ ra là một người rất yếu kém thì ai cũng thấy rõ. Tuy nhiên, nói về yếu điểm trong quản lý và điều hành công việc thì ông Nguyễn Tấn Dũng chẳng hơn gì ông Mạnh cả. Nhưng ông Mạnh lại nhu nhược hơn và kém sâu sắc hơn ông Dũng. Và chính điểm yếu này đã được ông Nguyễn Tấn Dũng tận dụng triệt để vươn lên thành người có sức ảnh hưởng lớn nhất trong Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam khi đó. Mặc dù ông Nguyễn Tấn Dũng mới ngồi ở ghế đó chưa được bao lâu và thực quyền xếp dưới ghế của ông Nông Đức Mạnh. Và đây cũng chính là thời kỳ mà Phủ Thủ tướng lấn át văn phòng của Trung ương Đảng. Đây là thời kỳ duy nhất Thủ tướng Chính phủ có tiếng nói mạnh hơn cả văn phòng Trung ương. Đây là hình ảnh ông Nông Đức Mạnh và Nguyễn Tấn Dũng, cặp đối thủ không cân sức. Đến thời điểm Nguyễn Phú Trọng thay thế ông Nông Đức Mạnh, thì ban đầu ông Nguyễn Phú Trọng cũng ở thế yếu hơn so với ông Dũng, vì ông Trọng thừa hưởng những gì ông Nông Đức Mạnh để lại. Ông Trọng hơn ông Mạnh ở chỗ, ông Trọng là người đa mưu túc kế hơn ông Mạnh và hơn cả ông Nguyễn Tấn Dũng. Đây là đặc điểm mà ông Nguyễn Phú Trọng có thể tự tin chiến đấu với Nguyễn Tấn Dũng và dần dần lấy lại sức mạnh cho văn phòng Trung ương Đảng. Và qua đó, ông Nguyễn Phú Trọng đã thiết lập trở lại thế mạnh cho văn phòng của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng tiếp quản chiếc ghế Tổng Bí thư có thể nói là một thành công, nhưng cũng có gắng trách nhiệm nặng nề là lấy lại được quyền lực cho văn phòng của Trung ương Đảng. Ông Nguyễn Phú Trọng là con người đa mưu túc kế. Ông ta xác định được ông Nguyễn Tấn Dũng mạnh ở điểm nào và yếu ở điểm nào. Và từ từ ông ta lấy lại chiếc ghế quyền lực cho văn phòng Trung ương của ông. Công việc được ông tính toán kéo dài rất nhiều năm. Điều đáng nói là ông Nguyễn Phú Trọng đã đánh ông Nguyễn Tấn Dũng theo chiến dịch hai mũi giáp công. Mũi thứ nhất là mũi quốc hội, quốc nội, mũi thứ hai là mũi quốc ngoại. Trong quốc nội, ông lôi kéo chiến binh dũng mãnh Nguyễn Bá Thanh là con người thẳng thắn và được việc. Ngoài ra, ông còn tính toán thêm là ông Vương Đình Huệ về phe của mình. Ông cũng cho lập trở lại ban nội chính và bổ nhiệm Nguyễn Bá Thanh vào đó để moi sai phạm của Nguyễn Tấn Dũng. Ông cho lập lại ban kinh tế trung ương và kéo con người giỏi tính toán, giỏi kinh tế về đám ban này để kiểm soát các dự án kinh tế mà ông Nguyễn Tấn Dũng đang triển khai. Vì ông Nguyễn Trọng thừa biết rằng ông Nguyễn Tấn Dũng rất mạnh vì tiền. Mũi giám công này bị ông Nguyễn Tấn Dũng bẻ như bẻ củi. Nguyễn Bá Thanh thì mắc bệnh lạ và qua đời không lâu sau đó. Thấy số phận Nguyễn Bá Thanh như thế, Vương Đình Huệ lặng im ngồi chờ thời, chứ không dám phá phách chuyện làm ăn của anh Ba Dũng nữa. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, kẻ tám lạng người nửa cân. Tuy mặt quốc nội thất bại thảm hại, nhưng mà quốc ngoại lại thành công. Ở nhiệm kỳ đầu năm 2011-2016, ông Nguyễn Phú Trọng có đến hai chuyến viếng thăm Bắc Kinh. Và kết quả là ông Trọng đã lật được Nguyễn Tấn Dũng ở Đại hội 13-2 một cách ngoạn mục. Sau khi lật được Nguyễn Tấn Dũng ở Đại hội 12, thì năm 2017, ông Nguyễn Phú Trọng đã ký 27 văn kiện bí mật về phía Bắc Kinh. Người ta đồn đoán rằng đây là hành động trả công của Nguyễn Phú Trọng vì đã trợ lực cho ông chiến thắng đối thủ quốc nội. Tin này tuy chỉ là suy đoán của một số người, nhưng tuy nhiên những gì mà người dân đôi khi đưa ra lại có độ chính xác cao hơn cả những báo chí nhà nước đăng tin. Và sau đó chúng ta chứng kiến thời của ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Xuân Phúc bớt khốc liệt hơn. Phải nói là ông Nguyễn Xuân Phúc có cái may là nhờ ông Nguyễn Phú Trọng hạ bệ được Nguyễn Tấn Dũng, chứ nếu không thì Nguyễn Xuân Phúc chẳng có cơ hội lên thủ tướng. Phần nào đó, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng biết ơn ông Trọng, vì ông Phúc hưởng lợi từ sự đấu đá của phe ông Trọng.
con người ông Phúc với mức độ sâu sắc thì không bằng ông Trọng và ông Dũng. Đó là điều dễ nhận thấy. Một nhiệm kỳ làm Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, một nhiệm kỳ là Phó Thủ tướng Thường trực, ông Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến thế trận giữa Nguyễn Phú Trọng chuyển từ bại sang thắng, thì ông Nguyễn Xuân Phúc có phần e ngại ông Nguyễn Phú Trọng. Và đó là lý do mà phần lớn nhiệm kỳ làm Thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc không đối đầu với ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, đến năm 2020, vì tham vọng chiếc ghế Tổng Bí thư mà ông Nguyễn Xuân Phúc đã bị công khai đối đầu cả Nguyễn Phú Trọng và Trần Quốc Vượng. Và thông tin trên mạng truyền thông cũng đã nhiều lần nói, trong trường hợp này, ông Nguyễn Xuân Phúc đã bỏ quên một đối thủ tiềm ẩn, đó là ông Phạm Minh Chính. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Phú Trọng, cuộc chiến không cần sức. Tuy ông Phúc có tham vọng lớn, có thế lực mạnh vì nắm chính phủ, nhưng ông Phúc chỉ đủ đủ lực để thắng ông Trần Quốc Vượng và không đủ lực để thắng ông Nguyễn Phú Trọng. Và kết quả như đã thấy, ông Phúc tuy đã đánh bật được Trần Quốc Vượng nhưng không bứng nổi ông Nguyễn Phú Trọng. Cuối cùng giặt ra rìa và bám vào chiếc ghế chủ tịch nước như một giải an ủi. Kẻ âm thầm ít ồn ào và đi từng bước vững chắc là Phạm Minh Chính đã lấy được chiếc ghế thủ tướng một cách ngọt ngào. Như vậy, cuộc chiến giữa người đứng đầu chính phủ và người đứng đầu văn phòng Trung ương Đảng luôn khốc liệt qua các nhiệm kỳ 2006-2011. Tới 2011 và 2016 và 2016-2021 không chiến mạnh, chỉ chiến ở một năm trước thềm bầu cử và Thủ tướng đã thua. Thua thì phải, ông Nguyễn Tân Dũng đã không thắng được Nguyễn Phú Trọng, thì ông Nguyễn Xuân Phúc sao có thể thắng cho được. Và cùng đánh giá xem nhân tố của ông Phạm Minh Chính là người như thế nào. Phạm Minh Chính chưa làm Thủ tướng ngày nào, tuy nhiên hình cách đi lên của ông Chính thì có thể ông ta có bản lĩnh chính trị còn hơn cả ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông Dũng đi lên nhờ Võ Văn Kiệt và Lý Đức Anh dìu dắt nên ông Dũng không vất vả và tính toán cho con đường chính trị của mình, không cần phải tự kiếm người đỡ đầu như Phạm Minh Chính. Về vấn đề tự tìm thế lực đỡ đầu cho mình, ông Chính có thể bằng với ông Nguyễn Phú Trọng. Ở trong nước, ngay từ thời làm bí thư tỉnh Quảng Ninh, ông Phạm Minh Chính đã làm y hệt như những gì ông Nguyễn Phú Trọng đã làm, tức là tìm kiếm sự trợ giúp của quốc nội và tìm kiếm sự trợ giúp của nước ngoài. Trong nước, ông Chính tạo mối quan hệ rất tốt đối với ông Nguyễn Tấn Dũng. Với nước ngoài, ông Chính tìm mối quan hệ với Trung Quốc qua con đường thúc đẩy xây dựng hạ tầng cho đặc khu kinh tế Vân Đồn. Và kết quả thì khi được rút về Trung ương, ông Chính chỉ tá túc tạm ở chức trưởng ban tổ chức Trung ương 5 năm, rồi thẳng tiến đến chiếc ghế đầy quyền lực thứ nhì trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Được biết, trong thời gian làm trưởng ban tổ chức, ông Chính cũng duy trì tốt mối quan hệ với Bắc Kinh để tạo thế vững chãi cho sự nghiệp chính trị của mình. Vào ngày 11 đến ngày 12 tháng 12 năm 2016, sau khi mới vừa nhận chức trưởng ban tổ chức Trung ương, ông Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn Việt Nam sang thăm và làm việc ngay với phía Trung Quốc. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính đã bắt tay ngay với phía Trung Quốc sau khi vừa mới lên làm trưởng ban tổ chức Trung ương. Người ta nói nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ, cuối cùng mới đến trí tuệ. Tuy nhiên, ở tầm ông Phạm Minh Chính thì không cần hậu duệ nữa, vì hậu duệ chỉ giúp ông từ ghế nhỏ lên ông cao mà thôi. Khi cao rồi, ông phải có sức mạnh để đấu đá mới lên được. Mà đấu đá mạnh hay không, nó phụ thuộc vào quan hệ. Và đó là lý do mà ông Phạm Minh Chính thiết lập mối quan hệ mạnh với Bắc Kinh ngay sau khi vào Bộ Chính trị. Vào được chiếc ghế Thủ tướng, ông Phạm Minh Chính sẽ mơ giấc mơ xoán ngôi Tổng Bí thư. Nhưng khi nào ông Phạm Minh Chính chính thức sẽ đối đầu với ông Nguyễn Phú Trọng cũng là câu hỏi được đặt ra. Được biết vào ngày 11 tháng 12 năm 2016, tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, ông Phạm Minh Chính, đoàn đại biểu của Đảng Cộng sản Việt Nam đã gặp ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư, Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Với thế của ông Phạm Minh Chính lúc đó, chỉ gặp được Triệu Lạc Tế thôi, đó là đã được nâng cấp quan hệ so với gặp bà Đào Nhất Đào khi còn là Bí thư Quảng Ninh. Tuy nhiên, nếu ngồi vào ghế Thủ tướng Việt Nam, ông Phạm Minh Chính sẽ gặp đương kim Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, chứ không gặp những nhân vật nhỏ như trước đây nữa. Yếu tố Trung Quốc là điều không thể thiếu đối với sự nghiệp chính trị của ông Phạm Minh Chính. Hiện giờ, ông Chính là một thế lực mạnh và có khả năng thay thế thế lực Nguyễn Phú Trọng trong một tương lai không xa. Chiếc ghế số 1 của Đảng Cộng sản Việt Nam là mục đích mà ông Phạm Minh Chính nắm đến. Nhưng liệu rằng ông Chính có muốn lấy giữa nhiệm kỳ hay để cuối nhiệm kỳ cũng là câu hỏi.
Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính cách chiếc ghế Tổng Bí Thư rất gần. Nếu muốn lấy chiếc ghế giữa nhiệm kỳ thì ông Chính phải chiến với phe thế lực của ông Trọng và chiến với thế lực thừa kế ngai vàng mà ông Trọng đã chọn. Có thể là ông Vương Đình Huệ hoặc Võ Văn Thưởng. Liệu rằng điều đó có lợi hay không? Nếu chiến đấu với ông Nguyễn Phú Trọng giữa nhiệm kỳ thì đó là cuộc chiến đấu xoắn ngôi, hứa hẹn sẽ ly kỳ. Tuy ông Trọng giả yếu nhưng nếu không có gì bất chắc thì ông Chính không nên xung phong vào giữa nhiệm kỳ mà để hết nhiệm kỳ. Khi đó thế lực của ông Nguyễn Phú Trọng đã yếu đi nhiều và khả năng xoắn ngôi của Đại hội Đảng cũng chính danh hơn là xoắn ngôi giữa nhiệm kỳ. Chỉ chiếm xoắn ngôi khi giữa nhiệm kỳ chẳng may ông Nguyễn Phú Trọng ngã bệnh như ngày 14 tháng 4 năm 2019 mà thôi. Và biết đâu cơn đột quỵ lần thứ hai của Nguyễn Phú Trọng sẽ đến. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 3 tháng 3 năm 2021 với bản tin Cuộc chiến xoắn ngôi giữa Phạm Minh Chính và Nguyễn Phú Trọng bắt đầu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. We'll be right back.